Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Mình là Ngọc Thái đây. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một khu vườn tại một vị khách khá dễ thương ở quận 2. Đây là một vườn dưa leo của vườn. Hôm nay là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về hai loại quả đang rất là sai của vườn này. Hai dàn dưa leo này thì đều thuộc họ bầu bí, chung một vàng, chung một họ nhưng mà đại diện cho hai thái cực khác nhau. Một bên thì là ngọc thanh, còn một bên thì đắng nhẹ. Cả hai đều có tác dụng mình giải độc mát gan, giảm stress và chứa rất là nhiều dinh dưỡng. Điển hình như là các bạn sẽ thấy đây là cây khổ qua hay còn gọi là mứt đắng. Thì đặc điểm của nó là một loại cây trồng và ăn trong là khoảng từ 4 tới 5 tháng, một loại cây thân leo, lá thì xẻ thì. Chấm khổ qua con, hiện tại thì cái dòng khổ qua này thì đã trồng được khoảng 3 tháng và quả còn xay. Một số sâu bệnh này hay xuất hiện như là một số loại ruồi đục quả, một số loại đầy rịp. Tuy nhiên thì vườn ở đây thì mình phun ngừa bằng cái dịch gừng tỏi ớt và cộng với một số loại thuốc như là neem là loại thuốc sinh học nha các bạn. Thì ở đây vườn này thì mình trồng theo cái kiểu là sinh học nên là không có sử dụng cái thuốc hóa học hay là phân hóa học. Trong khổ qua thì chứa rất là nhiều dinh dưỡng và nhiều loại vitamin như là vitamin nhóm B, vitamin A, vitamin C hay vitamin E và một số loại khác. Một số món ăn ngon được chế biến từ khổ qua đó là món đơn giản nhất ai cũng thể làm, đó là khổ qua xào trứng, rất là ngon. Tiếp theo là canh khổ qua giúp mát gan, giải độc. Khổ qua thì hầu như là tận dụng được cái đọt thì có thể là làm phơi khô làm thuốc. Cái quả thì mình phơi khô sau đó mình uống như là một loại trà, rất là có lợi. Khổ qua thì cũng rất dễ trồng. Tiếp theo là cây mướp khía. Đây là cái thân của nó đây. Một số điểm cây mướp khía như là cái lá thì là lá hình trái tim, có gân cưa. Đây, có xuất hiện trong vườn là một con ruồi đục quả. Mướp khía thì là thường sẽ được trồng khoảng từ 4 tới 5 tháng là sẽ thu hoạch xong được đó và chúng ta sẽ loại bỏ và trồng mới lại. Loại quả mướp khía thì rất là đặc biệt. Đây, một trái mà to như thế này là bắt đầu là có thể ăn được rồi nha. Nhìn những trái mướp treo lủng lẳng rất là dễ thương. Vườn thì rất là say quả. Mướp khía thì có vị thanh ngọt, dùng để nấu canh hoặc là xào với lòng gà chẳng hạn, cũng rất là bổ dưỡng. Dinh dưỡng trong nó thì cũng khá là nhiều, một số vitamin như là cây khổ qua. Cái vườn này thì là được
trồng ở trên ban công của một nhà vị khách. Ngoài các loại cây này thì vườn còn một số loại như là hoa hồng nè, cà chua thì cũng đang cho quả rất là sai. Đặc điểm của cái khu vườn này thì là do trồng ở ngoài, nắng tốt, và cộng với đó là có gió nên có thể là thụ phấn mình không cần thụ phấn bằng tay.